Hello mọi người, lại là mình Vũ Bí Kinh nè. Ngày hôm qua có bạn nào bóc thăm được cái thỏ may không? Đây, phương tiện thỏ may nè mọi người ơi, rất là dễ thương luôn nha. Nhã ví cho mọi người ngồi được trên con thỏ may này nha các bạn. Rồi, và ngày hôm qua thì mình có là nhận vé coupon được các kiểu. Trong cái code á, mọi người là chưa nhập được thì coi lại clip nhập code của mình nha. Vé coupon được 3 vé luôn nha mọi người nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tặng kim cương cho mọi người nha, bằng cách là tặng cái túi lì xì đó mọi người. Rồi, một bạn ở dưới bình luận phía dưới nha. Bạn nào muốn nhận thì cứ bình luận phía dưới nha mọi người. Rồi, bạn này tên là Mắt à, Mắt 4 ạc rồi à. Trời đất ơi, cái gì mà chơi game Mắt 4 ạc gì vậy em? Mọi người chơi game nhớ liên kết email đồ vô các kiểu nha. Rồi, gửi cho em một cái bao lì xì nha. Rồi, tiếp theo nữa đó là bạn Van Sanchi. Rồi, gửi cho em thêm một cái bao lì xì nữa luôn. Rồi, hai bạn nha. Rồi, bạn nào muốn nhận nữa thì để lại bình luận phía dưới nha mọi người. Điều kiện là các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ha. Rồi, và mình sắp tới cập nhật á mọi người ơi. Và mình thấy một thông tin này, đó là bộ đồ chim cánh cụt các bạn ơi. Rồi, cho mọi người xem đây ha. Ba lô chim cánh cụt. Và các bạn sẽ nhận được cái ba lô rất là dễ thương này luôn nha. Rồi, trong phần thưởng điểm danh 7 ngày nha mọi người nha. Và chúng ta nhìn vô trong hình nó hình như cái bộ đồ của nhân vật nữ này mặc hình như là đồ cũ đúng không ta, không phải là đồ mới, nhưng mà các bạn sẽ có một cái ba lô chim cánh cụt rất là dễ thương nha mọi người nha. Cùng với đó là một bộ đồ chim cánh cụt nữa. Ngày thứ hai nhận được bộ đồ à, ngày thứ nhất nhận được một cái đài phun nước nè, ngày thứ hai nhận bộ đồ chim cụt, ngày thứ ba nhận được cái miệng nè, ngày thứ tư nhận được một cái băng đô chim cánh cụt ha, ngày thứ năm nhận được một cái đôi dép, ngày thứ sáu nhận được một cái đồ nướng gì đó, và ngày thứ bảy là ngày xịn nhất, các bạn sẽ nhận được cái ba lô rất là dễ thương luôn nha. Và trong cập nhật sắp tới là này á, thì các bạn cũng sẽ hình như có câu ra được con chim cánh cụt hay sao đó mọi người. Từ từ nha, khoan à, mình nhớ là trong cái bộ sưu tập cá hay sao đây, nhắn vô cá đi ha. Rồi, nhắn vô bộ sưu tập coi thử là ủa, bình thường á thì mình sẽ nhắn vô cần câu thì mọi người ơi. Rồi, cần câu thôi, nhắn vô một cái cần câu bất kỳ, các bạn nhắn vô chấm hỏi. Chấm hỏi chỗ đây đi, ấm cá nè. Rồi, hình như mình có thấy một loại chim cánh cụt mới xuất hiện trong đây. Mà hình như là các bạn sẽ bắt được chim cánh cụt đó mọi người. À, đâu nhờ. Hình như mà là một loại mới thì phải. Mình thấy mọi người là bắt cái hình mà mình cũng chưa có... À, đây. Đây thì chúng ta sẽ có một con chim cánh cụt hoàng đế con nha. Và hoàng đế nha mọi người nha, trưởng thành. Trưởng thành là nhìn thấy xấu hơn nhờ, hay sao nhờ. Trưởng thành thì thấy có mỏ màu vàng nè. Còn con thì nhìn thấy nó bự hơn như sao nè mọi người ơi. Nhưng mà sắp tới thì các bạn sẽ không biết là chim cánh cụt này, cái chắc là sẽ câu đó mọi người ơi. Sẽ câu lên được con chim cánh cụt nha. Trời ơi, câu chắc gãy cần lắm mọi người. Rồi các bạn đợi bản cập nhật tiếp theo nha. Rồi, và hôm nay không biết có gì hết nè, hôm nay cũng là cuối tuần, để mình bắt thăm cái hộp này kiếm cái vợ coi. Và còn 3 ngày nữa thôi là hết nha mọi người nha. Rồi, luôn ra cái giỏ luôn các bạn ơi. Ủa, Kabi ở Abaca còn 4 ngày nữa thôi, kết thúc nha mọi người, bạn nào chưa có thì mau chóng nha. À, cái phương tiện nữ chiến binh này nè, mọi người không biết là có chưa ha. Cũng nên bắt thăm hộp này nếu mà bạn chưa có cái phương tiện này, để mình lấy cái phương tiện ba lô phản lực cho mọi người xem nha. Ba lô phản lực. Nếu mà đây. Nếu mà các bạn phê VIP luôn nha mọi người. Đó, nếu mà các bạn mà mở ra được phương tiện này thì hơi bị xịn nha. Phê VIP luôn nha mọi người ơi. Rồi, để mình nhận thẻ cho mày hôm nay luôn. À, quên coi phần giảm giá có gì nha. Có phần giảm giá hôm nay có gì hết nha các bạn. Ba lô phản lực nó mang vô thì hơi ồn nha các bạn. Ờ, giảm giá bây giờ hôm nay thì có cái này mặt mèo à, 35 kim cơ giữ mắt đi trời. Và hình như là cái thói gói thỏ tưng tưng đang hot các bạn ơi, đã quay trở lại rồi nha. Đây cái gói thỏ tưng tưng này hôm qua mình có nói cho mọi người chưa nhỉ. Đây, ủa nó giảm giá đúng một ngày thôi à ta, hôm qua mới thấy mà. Rồi luôn, nó giảm giá đúng một ngày thôi nha mọi người ơi. Gói thỏ tưng tưng đã để biến mắt rồi nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhận những phần thưởng đi ra. Xong đi làm nhiệm vụ kiếm cái xung Black Friday, xong mở hộp Black Friday ngày hôm nay giúp mọi xem thử là có ra xe không nha. Ok là. Rồi nhận xu nè. Trượt băng hãy cứu tôi. Hôm nay thì có đào kho báu. Ôi được 10 kim cương nè. Đào kho báu nhưng mà đồ cũ các bạn ơi, không phải đồ mới ha. 2000 thì sao. Cứ thẻ. Rồi hai cái thẻ cùng bắp luôn. Không biết mọi người có full thẻ chưa ha. Mình chưa full nên mình thiếu mấy chục thẻ nữa sao.
Bây giờ cũng không đi lượt thẻ các bạn. Rồi đi lượt nhiệm vụ nha các bạn ơi. Ha ha. Rồi quay bạn fan bắn mở là được đã. Chiếc siêu xe luôn này mọi người ơi. Trời quá đã quá đã quá đã quá đã. Rồi bây giờ thì mình em có mắt chóng anh nuôi hả? Ha ha. Rồi bạn Van có map chóng luôn, hình như là Van hay tặng thẻ cho map đó. Ui tặng cái thẻ 5 sao nè đó, cảm ơn Van nha. Ai rồi thẻ 5 sao tiếp luôn nè, còn thiếu mấy cái thẻ vàng đó hình như là ui thẻ mới là tổn thương nha mọi người nha. Rồi ok nha, rồi ra ngoài bà Lê Gia đi làm nhiệm vụ, sắp đi mở cái hộp Black Friday tiếp nha mọi người nha. Mở chừng là ra full cấp đồ Black Friday thì thôi, biết mọi người đã full chưa. Nhả ví cho mọi người ra cái xe luôn nha. Đây cái xe đen nè mọi người. Đó. Xe đen hơi bị xịn. Cái xe đen này mình thấy là nhiều người mở ra lắm nha, cho nên là mọi người chịu khó đi làm nhiệm vụ nha. Và nhả ví cực mạnh cho mọi người mở ra cái xe siêu đen này nha mọi người. Xe siêu đen. Ok là. Ok, một hộp ra luôn. Rồi hình như là ngày mai thì chúng ta cái sáng hộp có hộp mới đúng không ta đâu cần. Thôi ngày mốt mới có hộp mới các bạn ơi, ngày mốt mới có hộp mới nha. Rồi nhận quà luôn. Rồi nhận bộ tiếp theo luôn. Hãy tìm ra kẻ đáng ơi. Ok hoàn thành nhiệm vụ luôn nha mọi người. Nhanh luôn ha. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo đi phát tờ rơi các bạn ơi. Rồi, để ký cho bạn này luôn ha. Rồi, lúc nào mà anh ấy thì anh sẽ ký mọi người luôn nha. Rồi, đi phát tờ rơi các bạn ơi. Gì phát tờ rơi tút lút ngoài đây vậy trời. Gặp cái ông cho lên đảo à. Hôm nay chủ nhật dụ mình đi lên đảo Đào Rương à. Rồi, thì chữ rắc luôn một. Còn hai người nữa các bạn. Biết là mọi người có full cái hộp Black Friday chưa nhỉ? À đây, người thứ hai đây các bạn ơi. Rồi full mở cái hộp Black Friday còn nhận cái hộp quà cuối cùng nữa các bạn. Hộp quà cuối cùng được một cái bộ đồ nam á. Đang cần cái đó các bạn ơi. Rồi hoàn thành nhiệm vụ nha. Rồi coi còn có nhiệm vụ gì. À hình như còn một cái bên đây nè. Một cái bên đây nữa các bạn nhớ nha, cái ông bên đây đây nè. Hàng nè, hàng đạo tặc nè. Trời ơi. Rồi, nhiệm vụ luôn. Rồi, nhiệm vụ dễ ha, không khó nha mọi người nha. Nhiệm vụ là trong sự kiện này rất là dễ. Hồi xưa có mấy sự kiện đi bắt con cá thu, cá gì đó. Trời đất ơi, câu mệt nha mọi người nha. Rồi, mở hộp trong ngày hôm nay luôn nha mọi người. Không biết là có đủ cái này không ta. Cái nhận cái áo không nhờ. Rồi, nắp hộp đầu tiên nè. Năm hộp đầu tiên dây cờ. Rồi lại một cái túi nữa. Nhưng mà mở các bạn xuyên đi làm bộ để mở. Nếu mà dư á, thì các bạn có thể là tái chế lấy mập được. Rồi được một cái túi mới các bạn ơi. Tiếp tục. Chắc không đủ rồi mọi người ơi. Cái ngày mai nó mới đủ quá. Rồi được một cái tai nghe. Một cái tai nghe. Không đủ rồi chắc ngày mai mốt luôn á mọi người. Chờ lâu nha. Oh my god. Mở lẽ nó lại ra thêm một chiếc xe nữa này mọi người ơi. Nhả viết cực mạnh cho mọi người nha. Trời hai chiếc xe rồi mọi người. Để mở nốt lên cái này nữa. Ôi kìa, mở ra cái bờ kìa. Mở lẽ nó lại ra các bạn. Trời đất ơi, người thì không có chiếc nào, người thì có hai chiếc xe. Nhả viết cho mọi người cực mạnh nha. Bạn nó chưa có cho mọi người nha. Rồi, bye bye mọi người và hẹn mọi người video tiếp theo. Trời đất ơi, hai chiếc xe luôn mọi người ơi. Rồi thay phiên nhau chạy luôn. Quá trời quá đất, quá trời quá đất. Bye bye mọi người và hẹn mọi người video tiếp theo.